Kính thưa cộng đoàn, cùng với toàn thể giáo hội hôm nay, giáo xứ Cao Bài chúng ta hân hoan kính mừng đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thay mặt giáo phận, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để chiêm ngắm hình ảnh một trái tim vĩ đại, tỏa sáng rộng mở tình yêu, và từ trái tim rộng mở đó tuôn trào cho chúng ta nguồn suối ơn lành. Đây là dấu chỉ tình yêu cao cả nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại. Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Nơi trái tim tình yêu ấy vẫn vang vọng lời mời gọi thật dịu dàng, tha thiết, dành cho tất cả những ai đang vất vả với gánh nặng của cuộc đời, cùng những lo lắng buôn ba của kiếp nhân sinh. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đức Kitô chịu tử nạn và phục sinh của hơn 2.000 năm trước, ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục cùng đồng hành với con người qua một biến cố vui buồn của cuộc sống. Ngày còn đó, khi ta tràn ngập niềm vui hạnh phúc và Ngài vẫn còn đó, khi tâm hồn ta chiếu nặng âu lo trước những đau khổ và khó khăn của đường đời. Hôm nay cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô giáo phận. Quý Cha, xin Chúa ban cho các ngài biết để cho tình yêu của Chúa uốn nắn, làm cho các ngài nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Với tâm tình đó, giờ đây giáo xứ chúng ta cùng sốt sáng rước kiệu tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, cùng dâng lời tạ ơn.
Xin mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện nơi đây cùng với Đức Cha Phêrô chủ chăn giáo phận dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa. Chúng con xin dâng toàn thể thân xác, linh hồn, lòng trí cho trái tim Chúa. Xin Thánh Tâm Chúa tiếp tục ban muôn ân phúc lành cho giáo phận cũng như cho mỗi người chúng con. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Cha giáo phận trong giờ chầu này. Trái tim cường trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiên được những ơn trái tim cường ban cho chúng con từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì trái tim người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái tim người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha và cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đổi ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu cho người ta kính mến trái tim người cánh riêng. Thần là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng. Trái tim cứng thành chúng con xấu hổ lắm, xâm mình xuống dưới chân rấn nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng bề trên mà dâng mình cho trái tim cứng trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng sáng, xin trái tim ban cho Đức Chúa Trời. Mọi sự trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng con dâng cho trái tim thay. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh trái tim. Chúng con cùng dâng cả anh em họ hàng, xin trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở trái tim cứng thành hay cai trị trong lòng chúng con.
chúng con cho khỏi trước ma quỷ, xin thêm lòng tin cậy kính mến cho con đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự giữ hay vây bằng tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám Mục chăn giữ con trên Đức Chúa. Chúa xin phù hộ cho các thầy cả đường đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin xung căng đăng căng bừng đường dạy dỗ chúng con cho nên ở trái tim hay thương vô cùng, hay chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng con lên thiên đàng, hướng trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Giờ đây, kính mời cộng đoàn chúng ta với tâm tình hân hoan, vui mừng, xin được Chúa thương nhận lấy toàn thể giáo phận của chúng ta trong sự khiêm tốn, ăn năn, sám hối, tổ lỗi bất xứng của mình. Xin Chúa thương nhận lấy toàn thể giáo phận của chúng ta, hết mọi thần phần trong giáo phận qua nghi thức dâng giáo phận thái bình cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu mà chúng ta đã lập đi lập lại hàng năm. Kinh dâng giáo phận thái bình cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong bí tích thánh thể. Hôm nay toàn giáo phận thái bình chúng con, mọi thần phần dân Chúa trong giáo phận, giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân, các đoàn thể, hội đoàn, người xa quê, kẻ vắng mặt, người di dân, người cao niên, giới trẻ, thiếu nhi, người khỏe mạnh, kẻ ốm đau, bệnh tật, tất cả chúng con hết thảy thật lòng ăn năn, thống hối, xin được đền tạ trái tim cực thánh Chúa để được xứng đáng dâng mình cho trái tim Chúa. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu, vì quá yêu thương nhân loại, Chúa đã lập các bí tích khai sinh hội thánh. Từ cành sườn bị đâm thâu, Chúa đã lập phép thánh thể để ở mãi với chúng con cho đến ngày tận thế. Chúa lại còn tỏ trái tim Chúa cho chúng con và dạy chúng con phải tôn sùng thánh tâm Chúa như một cố gắng cuối cùng của tình yêu bao la Chúa dành cho nhân loại chúng con. Thương cách riêng và đặc biệt đối với giáo phận thái bình chúng con, Chúa đã ban muôn phúc lành cho giáo phận chúng con từ ngày thành lập cho tới nay và mãi muôn đời sau. Cày vào lòng nhân ái vô biên của thánh tâm Chúa, hôm nay toàn thể mọi thần phần dân Chúa trong toàn giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng con xin được dâng toàn thể thân xác, linh hồn, lòng trí chúng con cho trái tim Chúa. Xin ban cho toàn giáo phận chúng con luôn được trung thành, giữ vững đức tin, kiên tâm trong sự cày trông và nhiệt thành trong tình mến Chúa yêu người, luôn hiệp nhất, đoàn kết, yêu thương để nhau chung tay chung lòng xây dựng Hội Giáo Hội Chúa tại địa phương Thái Bình Hưng Yên chúng con. Xin Chúa thương ban cho các linh mục, phó tế, chủng sinh, nam nữ tu sĩ được sốt sắng trung thành sống ơn gọi của mình đến cùng, trở nên những tông đồ thánh thiện, nhiệt thành mở mang nước Chúa, biết quên mình vì lợi ích giáo hội, giáo phận
luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa bằng đời sống nội tâm, cầu nguyện liên lỉ và loan truyền tin mừng Chúa đến cho mọi người, cách riêng người chưa tin Chúa. Xin ban cho mọi tín hữu, nhất là các gia đình công giáo, các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ, các gia đình trẻ, thân nhân, giới trẻ, sinh viên, học sinh, thiếu nhi, trẻ thơ, tất cả được tình yêu cao quý của trái tim Chúa nung đốt trong tâm hồn, trở nên những chứng nhân gương mẫu sống đức tin thánh thiện ở giữa trần gian và nêu gương sáng cho mọi người chung quanh, xứng đáng với các bậc đứng bậc tiền nhân anh của chúng con sống và chết vì danh Chúa Kitô tại Thái Bình Hưng Yên. Chúng con cũng xin dâng cho trái tim Chúa mọi anh chị em đồng bào của chúng con trong hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, với hơn 3.600.000 linh hồn đang rất khao khát được nghe tin mừng cứu độ của Chúa. Xin trái tim nhân hậu Chúa ban phúc lành cho mọi đồng bào chúng con, đặc biệt những người nghèo khổ, ốm đau, khuyết tật, cùng cực, bị bỏ rơi, được vượt qua mọi gian nan khốn khó, tìm thấy ánh sáng chân lý của Chúa là tình yêu, để cùng chúng con hưởng hạnh phúc muôn đời. Sau cùng, lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, mẹ phù hộ các giáo hữu, mẹ giáo phận Thái Bình, chúng con xin trái tim mẹ rất giống trái tim Chúa Giêsu con mẹ, vẹn toàn, trong sạch, hiền lành, khiêm nhượng và đầy tình mến Chúa yêu người. Chúng con cũng xin dâng toàn giáo phận, dâng mọi thần phận dân Chúa trong giáo phận, dâng mọi dự tính, chương trình, kế hoạch, lo toan của giáo phận cho trái tim mẹ, để nhờ mẹ chuyến cầu dâng lên cho trái tim Chúa Giêsu con của mẹ. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, chúng con xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành, phù hộ, che chở và dìu dắt con thuyền giáo phận Thái Bình chúng con được vượt qua mọi sóng gió trần gian và được về bến quê trời vinh hiển bình an. Amen. Xưa bay đường thay
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng nhau hân hoan mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để tôn vinh tình yêu cao vời Chúa dành cho nhân loại. Vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận lưỡi đồng đâm thấu trái tim, để nước và máu chảy ra, khơi nguồn bí tích cứu độ cho chúng ta. Hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy của giáo phận. Chúng ta sốt sáng hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên giáo phận, gia đình và mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết hết lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa bằng việc tuân giữ lời Chúa dạy, sống hiền lành, khiêm nhường và hăng say ra đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Giờ đây, xin mời cộng đoàn đứng cùng hát ca nhập lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cường thịnh như quan cường. Một dòng câu khơi nguồn ân phúc từ trái tim Chúa Giêsu cho con được vui sống bên người, cho con được trông ngưỡng lên người, lạy trái tim Chúa nhân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý dì, kính thưa toàn thể cộng đoàn anh chị em rất thân mến. Cả đầu tháng 6 vừa qua, toàn giáo phận chúng ta đã hướng tâm hướng lòng về với tình yêu thánh tâm Chúa Giêsu, và cách riêng hôm qua từ chiều 4 giờ chiều hôm qua cho tới hôm nay, giáo dân đền thánh Cao Mài đã thay mặt cho toàn giáo phận chúng ta đã có những chúc tụng, người khen, những nghi thức phụng vụ cung nghinh rước kiệu thánh thể Chúa rất sốt sắng. Và hôm nay chúng ta lại hân hoan long trọng mừng tình yêu Thiên Chúa ngự đến với chúng ta. Chúng ta cũng vừa có một cái nghi thức rất đơn sơ nhưng rất là thâm thúy sâu xa, nói lên cái trái tim đáp lại tình yêu. Chúa đã thương nhân loại, thương mọi người chúng ta, thương giáo phận chúng ta như thế, cho nên chúng ta cảm kích và chúng ta xin được đáp lại tình yêu của Chúa với tất cả mọi sự cố gắng của chúng ta, với toàn thể giáo phận và đặc biệt các hội đoàn tôn vinh thánh tâm Chúa như hội đoàn liên minh thánh tâm Chúa, rồi các giáo xứ tôn sùng thánh tâm Chúa, đặc biệt giáo phận chúng ta và cách riêng đền thánh thánh tâm Chúa tại Cao Mài đây đã được vinh dự thay mặt cho cả giáo phận để chúc tụng, người khen, tôn vinh tình thương Chúa đến với nhân loại, cách riêng đến với giáo phận chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng với những lời chúc mừng đặc biệt, chúng ta hân hoan dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa. Và chính trung tâm thánh lễ thịt và máu Chúa được tiến dâng trên thập giá trở nên khổ ăn nuôi sống chúng ta. Đây cũng là trung tâm của tình yêu. Thiên Chúa yêu tới mức độ, nhất là Chúa Giêsu hy sinh mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ như sắp sửa tới đây. Chúa Giêsu hiến tế mình đền tội cho nhân loại trên thập giá và muốn ao ước biến mình trở nên bậc qua bánh và rượu, trở nên thân thể, trở nên trái tim để yêu thương, để nuôi dưỡng chúng ta. Đây vừa là mầu nhiệm đức tin và cũng là mầu nhiệm tình yêu. Vậy hôm nay chúng ta hãy tham dự thánh lễ này một cách thật sốt sắng. Đặc biệt cũng là ngày quốc tế thánh hóa các linh mục. Xin cộng đoàn anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho chúng tôi, tất cả các linh mục của Chúa. Mặc dầu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn có nhiều thiếu sót. Xin Chúa nâng đỡ khích lệ để cho tất cả các linh mục càng ngày càng nhiệt huyết và cách riêng hôm nay đàn đầy trái tim của Chúa ở nơi trái tim mục tử của mỗi linh mục. Giờ đây chúng ta cùng với ca đoàn hát lên kinh Vinh Danh để chúc từng người khen tình yêu Chúa. Vinh Danh Thiên Chúa trên ca từng trời. Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con
là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ thánh tâm Đức Giêsu Kitô, con một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến thánh tâm Người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách đệ nhị luật. Khi ấy, ông Mô-xê nói với dân Israel rằng: anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Hãy mơ chúc mừng Chúa Trời, toàn thân tôi hỡi, hãy mơ chúc mừng Thánh Giáng.
toàn tội lỗi, Chúa Trời đã tha thứ rồi. Ngài thương cứu chữa hết luôn thương tật của người. Ngài đưa người thoát chốn sâu trong mồ hôi sầu. Chúa ban trên đầu chiều thiên tình yêu nhân tôi ơi, Chúa Trời tác thành chính trực. Người bị áp bức, Chúa thương bành vực biết ngay. Dạy Mô-xê biết bước đi trong đường lối Ngài. Tín dương dân này được hay khi cầm tay tôi ơi, Chúa Trời chi nhân chi lành. Ngài giàu tình thương, chớ không bao giận thế nhân. Ngài không phán xét với ta như là đã tội, cũng không ra phà nhiều như tội ta xa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy, và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa.
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đó là lời Chúa. Đáp và ở cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin người khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, mời cộng đoàn chúng ta dừng lại vài phút để suy gẫm sứ điệp của Chúa Giêsu muốn gửi gắm tới giáo phận chúng ta nói chung và cộng đoàn chúng ta hôm nay nói riêng là sứ điệp gì. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin người khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những kẻ hèn mọn. Hôm nay Chúa thương mặc khải cho chúng ta biết một giá trị cao cả mà Thánh Gioan trong bài đọc thứ hai đã khẳng định, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Chưa có ai trong chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng mọi người chúng ta đều đã nhận bằng chứng dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, và Thánh Gioan khẳng định đó là Thiên Chúa. Mọi người chúng ta không ai mà không nhận được một quà tặng nào đó của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta đang có trước mắt đây, gắn liền với thân thể con người, cuộc sống của chúng ta, rồi gia đình, xã hội, rồi đất nước, rồi cả cuộc đời chúng ta, đều là quà tặng hiển nhiên của Thiên Chúa.
Như vậy, mặc dầu chúng ta, mắt phàm chúng ta chưa được diện kiến, chưa thấy Thiên Chúa nhãn tiền, nhưng đã thấy được cái quà tặng của vị đại ân nhân có tên là Thiên Chúa. Vậy tất cả những gì chúng ta đang có đây, từ sức khỏe, từ thể xác, từ các cái quà tặng gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái, rồi xã hội, giáo xứ, trời đất trăng sao, tất cả là quà tặng của Thiên Chúa, của vị đại ân nhân. Chúng ta chưa thấy vị đại ân nhân đó một cách nhãn tiền, nhưng chúng ta đang sống và đang đón nhận cái quà tặng của trái tim, của tình yêu, quan tâm, chăm sóc, quan phòng của vị đại ân nhân mà chúng ta gọi là Thiên Chúa. Vậy sứ điệp hôm nay mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải dừng lại hiểu theo nghĩa đen, cho bằng hướng đến một cái mầu nhiệm trung tâm vĩ đại của đức tin và của đạo Công giáo chúng ta, Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta hãy trở lại câu hỏi của người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Ngài, trong toàn thể giáo lý của Ngài, điều gì là quan trọng nhất? Điều gì là tốt nhất? Điều gì là hay nhất? Thì Chúa Giêsu trả lời, đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, và yêu tha nhân, yêu người khác như chính mình ngươi. Hai giới răn đó trở thành một, đó là giới răn trung tâm quan trọng nhất. Vậy mừng lễ Thánh Tâm hôm nay không là gì khác mà là mừng tình yêu của Thiên Chúa, là ngày lễ nhớ ơn, biết ơn, tri ơn đối với đứng đại ân nhân của cả nhân loại, cách riêng của người Công giáo chúng ta. Đây cũng là tư tưởng mà các nhà khoa học khắp nơi khi suy gẫm về các tôn giáo thì họ cũng đã đặt lên câu hỏi: điều gì và cái gì là tốt nhất nơi các tôn giáo, và tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất, hay nhất? Người ta không khẳng định tôn giáo nào, mà người ta tìm ra câu trả lời: tôn giáo nào có một cái khả năng hướng thượng tâm hồn con người và mở rộng trái tim con người đến tất cả toàn thể, yêu thương hết mọi người, yêu thương cả vạn vật và yêu thương cả kẻ thù của mình, yêu thương mọi đồng bào nhân loại, thì đó là tôn giáo, là giá trị cao nhất, hay nhất, tốt nhất, đúng nhất. Câu trả lời này là của các nhà khoa học, nhưng áp dụng vào chúng ta và cách riêng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta dám khẳng định có thể nhiều tôn giáo khác và nhiều nơi khác đã có khả năng biến đổi, làm cho trái tim con người đầy ích kỷ của chúng ta trở nên rộng rãi, trở nên mênh mông, trở nên bao la. Nhưng riêng với đạo Công giáo chúng ta, và đặc biệt đứng sáng lập đạo Công giáo của chúng ta là Chúa Giêsu, Ngài không chỉ là biến đổi hay là một lời mời gọi, mà chính Ngài là trung tâm, là hành động của yêu thương. Và nếu có một hình thức nào để diễn tả yêu thương mạnh mẽ hơn nữa, sống động hơn nữa, sung túc hơn nữa, chắc chắn Chúa Giêsu đã làm. Và không còn cái hành động yêu thương nào cho bằng một kẻ tự nguyện thí mạng sống mình, đem mạng sống, đem con người của mình để cho người ta giết chết trên thập giá để yêu thương. Như vậy chúng ta vinh dự, chúng ta hạnh phúc, chúng ta sung sướng. Và hôm nay chúng ta mừng đứng yêu thương. Không chỉ mình mừng tình yêu chung chung, mà mừng nguồn của yêu thương, cội rễ của yêu thương là Chúa Giêsu, là hành động, là trái tim yêu thương nhãn tiền của tạo hóa đầy yêu thương, là cha của nhân loại chúng ta. Một cái suy gẫm và ứng dụng của Thánh Phanxicô trong lời cầu nguyện của Ngài có thể soi sáng cho chúng ta nói về cái ý nghĩa, cái giá trị của tình yêu. Khi Ngài nói,
Lạy Chúa, tại sao con phải yêu Chúa? Có phải vì Chúa thưởng cho con, nếu yêu Chúa thì Chúa thưởng cho con lên thiên đàng? Được lên thiên đàng là một vinh dự, một phần thưởng lớn lao mọi người mơ ước. Nhưng nếu con không yêu Chúa thì sao? Và cũng vậy, nếu vì không yêu Chúa mà Chúa phạt con xuống hỏa ngục trầm luân đời đời, việc phạt hay thưởng là quyền của Chúa. Mà nếu dù con bị phạt tận đáy hỏa ngục mà con vẫn không yêu Chúa thì sao? Và Ngài kết luận: Lạy Chúa, con yêu Chúa không phải vì Chúa hứa Chúa thưởng phần thưởng, cũng không phải vì sợ hình phạt. Con yêu Chúa bởi vì con cảm nghiệm thấy tất cả những gì con có đây là lai láng tình thương của Chúa. Con thấy Chúa thương con quá sức, quá đỗi như thế, cho nên con chỉ gọi là đáp lại, là trả ơn bằng gọi là thương lại Chúa mà thôi, không vì thiên đàng hay không vì sợ hỏa ngục. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, chớ gì chúng ta suy niệm và đem ra thực hành, chỗ nào nơi nào có một cái tình yêu tự nguyện như vậy, ở đấy chúng ta thấy có thiên đàng, có hạnh phúc ngay tại trần gian này. Ngược lại, nơi nào không có tình yêu tự nguyện vị tha mà chỉ có tình yêu vị kỷ vụ lợi, ngay cả trong tình yêu hôn nhân gia đình vẫn có cái ích kỷ, cái tôi của mình là chi phối. Tôi chỉ yêu vợ, yêu chồng, yêu con cái nếu tôi được cái này, nếu tôi được cái kia, nếu bản thân tôi được sung sướng, được hạnh phúc thì tôi mới tiếp tục yêu thương. Đây không phải là tình yêu thương thật, mà là yêu cái tôi, yêu cái bản thân của mình. Và chỗ nào, nơi nào có cái ích kỷ, nó giống như con virus của COVID, nó tấn công và nó tiêu diệt, nó giết chết cái người đó. Vậy tình yêu, tại sao chúng ta phải yêu Chúa? Có một số người hiểu và áp dụng sống theo kiểu vụ lợi. Chỗ nào, nơi nào có phép là có ơn phước thì đó có cái sốt sắng, có cái sùng mộ, có cái việc đọc kinh và coi như là biết ơn Chúa. Nếu thế thì những người nghèo đói, những người túng thiếu, những người bị bỏ rơi, những người cùng cực, những người lương dân không biết Chúa là tình yêu, và những người cả đời bạc nhược như thế, làm sao họ có thể chúc tụng người khen Chúa được? Mà trong thực tế, chính những người đó lại là những người biết ơn Chúa nhiều hơn cả, trong khi chúng ta được đầy ắp các cái ơn phước của Chúa, nhất là về cái ơn phước thiêng liêng, ân sủng, các bí tích và các cái đời sống đạo đức, các lời cầu nguyện của bao nhiêu người đổ xuống liên lỉ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn vô ơn và không cảm nhận chúng ta được yêu thương. Và vì thế chúng ta không có cái lời tri ân đáp ơn. Cho nên thánh lễ hôm nay, thay vì chúc tụng lòng thương xót của Cha trên trời, thánh tâm dịu hiền của Cha trên trời, điều này có thể ích lợi cho chúng ta mà thôi. Vì chúng ta thấy là nhiệm vụ, là bổn phận, là nghĩa vụ của lòng biết ơn, chứ không phải điều này tăng thêm gì cho Chúa. Các rước sách tung hô Chúa long trọng không là gì đối với Chúa, vì những lời chúc tụng, người khen, bài ca, tiếng hát, lễ nghi của chúng ta không tăng thêm gì cho Chúa, mà chỉ là đổ ơn Chúa xuống cho chúng ta mà thôi. Và đây là hành động của biết ơn. Tôn giáo, bản chất của tôn giáo cũng là một hành động của lòng biết ơn, nhắc nhở cho mọi người hãy biết ơn tạo hóa, biết ơn Thượng Đế vì tất cả mọi sự chúng ta có trên trần gian này đều là quà tặng, là ơn nhưng không của Thượng Đế, của tạo hóa. Nhưng loài người chúng ta nói chung và chúng ta nói riêng rất là vô ơn.
Chưa bao giờ chúng ta một lần ý thức để chúng ta nhớ ơn và chúng ta cảm ơn Chúa Trời về tất cả những gì chúng ta đang có. Tôi lại nhớ tới cái câu chuyện của một bệnh nhân COVID ở Ý. Sau khi được khỏi bệnh, người ta yêu cầu phải trả 5.000 đô vì thuê cái máy hít thở. Cái người đó vui vẻ nhưng mà sau đó là bật khóc. Và người ta hỏi tại sao ông khóc. Ông ta trả lời: tôi suy gẫm từ bé cho tới lớn, tôi đã hít thở biết bao nhiêu không khí của trời đất. Tôi không phải trả một đồng nào, mà chỉ trong có mấy ngày vừa qua tôi phải thuê một cái máy trợ thở hít thở thay cho tôi, mà tôi phải trả tới 5.000 đô. Tôi nhớ lại cái quà tặng bao la của Thượng Đế của tạo hóa. Ông ta xúc động, ông ta biết ơn. Câu chuyện cho chúng ta một suy gẫm tương tự như thế. Suốt cả đời chúng ta từ khi sinh ra cho tới ngày hôm nay, và tất cả những gì chúng ta đương có đây đều là ơn phước nhưng không, ân sủng nhưng không, là quà tặng nhưng không của Chúa Trời. Từ sự sống, từ không khí trời đất, rồi tới thân thể, tới gia đình, tất cả đều là ơn nhưng không. Và ngược lại, bên cạnh chúng ta có nhiều người mồ côi không được có bố mẹ, rồi những người tàn tật, những người mù què câm điếc, những người bại não bại liệt nằm một chỗ cả đời không nhìn thấy ai, không nghe được tiếng nói nào, không nhúc nhích, và cứ như vậy cho tới chết. Vậy mà chúng ta thấy có nhiều tấm lòng những người như vậy, họ vẫn tạ ơn Chúa, họ không nguyền rủa, không trách móc Chúa, họ gặp được trái tim tình thương của Chúa. Mặc dầu ít ỏi nhưng mà cái tình thương của họ nó đầy ắp Chúa. Trong khi chúng ta thì rất là ích kỷ, bao nhiêu cũng không đủ, không vừa. Và Chúa có hiện ra nhiều lần cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, và gần đây nhất là cho Thánh nữ Faustina. Không phải Chúa cần và Chúa mời gọi chúng ta thương hại Chúa, chúc tùng lòng Chúa thương xót như thể Chúa thèm, Chúa khát những cái lời vỗ tay, những cái lời chúc tùng. Nhiều người chúng ta hiểu nhưng mà lại không sống cái sứ điệp của Chúa yêu thương. Yêu Chúa, tin Chúa thì dễ, nhưng mà sống thực hành, đem lời Chúa ra sống và thực hành thì mới là khó. Nhiều người trong chúng ta thích tham gia các đoàn hội, Hội Liên minh Thánh Tâm, Hội lòng Chúa thương xót, và mỗi ngày hoặc mỗi tuần và mỗi khi có lễ tôn vinh Thánh Tâm, tôn vinh lòng Chúa thương xót, nhiều người hăm hở tới mỗi ngày đọc kinh lòng Chúa thương xót, chúc tùng người, khen Chúa, an ủi Chúa, nâng đỡ Chúa, như thể Chúa cần cái lời an ủi của chúng ta. Trong khi cái sứ mạng, cái sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm ký thác qua các thánh nữ là mời hết tất cả những ai chần lòng thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi, hãy cộng tác với Chúa, hãy trở nên cánh tay nối dài của Chúa để làm một cái việc gì đó yêu thương để cho những người nghèo khổ cùng cực, những người mà từ cả đời họ, họ chưa bao giờ hưởng được một chút quà tặng nào, và họ không tin rằng Chúa Trời là cha yêu thương của họ. Họ không thể tin rằng đời họ quá khổ quá cực như vậy, mà làm sao có một người cha sinh ra họ rồi để bỏ rơi họ đau khổ cả đời cho tới chết. Không có một người nào thương thăm viếng, an ủi, giúp đỡ một tí quà tặng nào. Và chính vì trắc ẩn đó mà Chúa mới mời gọi qua các thánh nữ Faustina Maria Alacoque mở ra lễ Thánh Tâm Chúa, lễ lòng Chúa thương xót, để hết mọi người, những ai mà vì nhớ ơn Chúa, muốn lại ơn Chúa bằng một hành động, bằng một việc làm dành cho người nghèo khổ cùng cực, đó mới là đáp lại tình thương Chúa, đó mới thật là thương Chúa và kính mến Chúa. Còn nếu không thì chỉ vì kỷ và chỉ lo cho bản thân mình mà thôi,
Còn cái sứ điệp của Chúa thì bỏ mặc, quên hoàn toàn. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, đây cũng là cái kết luận của cái bài suy niệm, và nhất là của việc cả giáo phận chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa năm nay. Nếu năm nào chúng ta cũng lập đi lập lại những lễ nghi long trọng hoành tráng tôn vinh bề ngoài rồi thôi, và sau đó mạnh ai nấy về nhà, không còn làm gì nữa, hỏi điều đó có đẹp lòng Chúa hay không, và hỏi chúng ta đã làm gì để gọi là đáp lại, để nhớ ơn, biết ơn Chúa, trong khi mình hàng ngày liên lỉ nhận biết bao nhiêu tình thương của Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, chúng ta có một cái nghi thức vừa rồi rất long trọng. Xin Chúa thương nhận lấy toàn giáo phận, mọi thần phần trong giáo phận của chúng ta. Đây là điều chắc chắn, và không phải hôm nay Chúa mới nhận chúng ta. Chúa đã nhận chúng ta từ khi chúng ta lãnh bí tích trưởng tội. Bố mẹ qua giáo hội đã dâng chúng ta cho Chúa, và Chúa đã nhận lấy cái và thánh hóa chúng ta, và chúng ta đã thuộc về Chúa từ lúc còn bé, chứ không phải ngày hôm nay mà thôi. Vậy hôm nay chúng ta xin Chúa nhận lấy cái trái tim, cái tình yêu của chúng ta, và chúng ta muốn đáp lại bằng một cái hành động của yêu thương. Cho nên sau thánh lễ này, kính mời mọi người chúng ta từng người một suy gẫm lại: tôi đã làm gì để trở nên cánh tay nối dài, để trở thành một hành động yêu thương cho người khác, cái riêng những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Đây chính là thách đố, và cũng là cái lời mời gọi yêu bằng hành động, yêu bằng việc làm, và ai làm như thế là bảo đảm Thiên Chúa ở với người đó. Còn những ai chỉ có ích kỷ và chỉ biết tôn sùng yêu mến Thiên Chúa một mình và ích kỷ mà không chia sẻ, không quảng đại cho người khác, thì tình yêu đó không thể coi là tình yêu Thiên Chúa. Vì tình yêu Thiên Chúa luôn luôn là một tình yêu tha nhân, một tình yêu chia sẻ, một tình yêu quảng đại, một tình yêu mở rộng cho mọi người, kể riêng những người chung quanh và những cái người cùng cực bị bỏ rơi. Xin Thánh Tâm Chúa, như Chúa nói, hỡi những ai vất vả gánh nặng như thế, về tinh thần, về vật chất, nhất là trong các gia đình đang đau khổ, đang lục đục, đang ly dị, đang chia rẽ, đang hận thù giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái và anh chị em với nhau, hãy đến với trái tim Chúa hiền lành và khiêm nhượng. Và những ai vất vả gánh nặng như thế, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Và khi có Chúa rồi, tất cả mọi gánh nặng đó đều trở nên êm ái nhẹ nhàng. Xin Thánh Tâm Chúa uốn nắn lòng trí mỗi người chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên sốt sắng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Thank you.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương loài người tội lỗi, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đồng đâm thấu trái tim để cho máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích để dưỡng nuôi hội thánh. Hôm nay, giáo phận mừng trọng thể kính Thánh Tâm Chúa là quan thầy đệ nhất của giáo phận, đồng thời cũng là tuần trầu lượt của giáo xứ đền Thánh Tâm Cao Mài. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Đức Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình để tỏ bày cho mọi người biết tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, linh mục trong hội thánh luôn là những vị mục tử đầy lòng nhân ái, yêu thương và quảng đại hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của Chúa. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Từ trái tim bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã sinh ra một dân tộc mới, một gia đình mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ, chăm sóc và hướng dẫn mọi thành phần trong gia đình hội thánh, để mọi người luôn kiên trung bước đi theo đường lối Chúa giữa những thách đố của cuộc đời. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Thánh Tâm chứa đựng mọi sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu vì loài người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người có một trái tim giống như Chúa, sống đơn sơ, hiền lành, sẵn sàng tha thứ cho nhau và siêng năng đến với bí tích thánh thể để được nên một với Chúa. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng cho người mình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo phận chúng ta trở thành những chứng nhân của tin mừng, đến với anh em xung quanh bằng một tình yêu thương chân thành và không ngần ngại dấn thân phục vụ để làm sáng danh Chúa giữa môi trường sống của mình. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết đau thương trên thập giá. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng yêu thương và hy sinh cho anh chị em được sống. Người là đứng hằng sống và hiện trị muôn đời. Đôi tay.
nhân thế như trong hương ngọt tỏa lớn anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca từng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, về tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Đức Kitô Con Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật này như của lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, Người đã tự hiến thân vì chúng con, từ cành sườn bị đâm thủng, Người đã đổ máu và nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Đấng cứu thế thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung ô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa con đạo vị. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tha ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh kiều, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên
Đây chiên Thiên Chúa đây đứng xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ban Chúa ngỡ vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa xin, Chúa giữ gìn, mau được thăm Chúa chan, Chúa
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô Con Một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Giờ đây con xin kính mời Đức Cha và Quý Cha An Toa, kính mời toàn thể cộng đoàn ngồi. Trọng kính quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn, ngày hôm nay toàn thể giáo phận mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Quan Thầy bậc nhất giáo phận. Và ngày hôm nay cách riêng Giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm chúng con tổ chức tuần trào lượt thay mặt toàn thể giáo phận. Vì thế, giờ đây con xin trân trọng giới thiệu Cha Francisco Assisi, cha tổng đại diện và cũng là giám đốc Đền Thánh Thánh Tâm Cao Mại của chúng con, có lãng hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Cha mừng ngày lễ Quan Thầy đệ nhất giáo phận, và cách riêng để thể hiện lòng tri ân của người con Giáo xứ Cao Mại chúng con kính dâng lên Đức Cha và xin Đức Cha thương nhận. Con xin kính mời cha tổng đại diện. Trọng kính Đức Cha giáo phận, kính thưa quý cha quản hạt, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý sứ quý họ, cách riêng hội đồng mục vụ Giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm, kính thưa các quý chức thân cựu, quý khách xa gần, quý vị đồng bào của tôn giáo bạn, quý cụ, quý ông bà, toàn thể anh chị em. Trọng kính Đức Cha giáo phận, một tuần lễ nữa là đã cùng với toàn thể giáo hội long trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Niềm vui đó được nhân lên gấp bội với giáo phận Thái Bình chúng con. Chúng con được mừng kính lễ Quan Thầy của Đức Cha Thánh Phêrô. Chúng con nhìn vào cuộc đời của Thánh Phêrô, một ơn gọi rất là lạ lùng. Chúa đã chọn Ngài, chọn Ngài để làm tông đồ trưởng của Chúa, để làm người lãnh đạo giáo hội và là cột trụ để xây dựng hội thánh Chúa. Chúng con thấy Chúa đã thương Thánh Phêrô và Chúa đã ban biết bao nhiêu ân lành cho Ngài để Ngài chu toàn sứ vụ rất là trọng quý của Ngài. Và chúng con nhìn vào Đức Cha, chúng con cũng thấy những cái nét mà Chúa đã ban cho Đức Cha cũng như Thánh Phêrô, đó là Chúa cũng đã chọn Đức Cha và một cách tuyển chọn rất đặc biệt để Đức Cha làm chủ chăn dắt cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Thái Bình của chúng con cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam để coi sóc đoàn chiên Chúa trong giáo hội Việt Nam. Kính thưa Đức Cha, ơn gọi, nhưng cái ơn mà Chúa ban cho để đáp trả lại cái ơn gọi, đó là điều quan trọng. Thánh Phêrô khi xưa, Chúa Giêsu Kitô cũng đã hỏi Ngài rằng yêu mến Chúa, Ngài nói Ngài yêu mến Chúa, và Ngài đáp trả cái tình thương của Chúa bằng những lời, đó là không phải là chỉ bằng lời nói để yêu mến Chúa, mà Ngài đã chăn dắt đoàn chiên Chúa. Nhìn lại giáo phận Thái Bình chúng con, Đức Cha đã về giáo phận, Đức Cha chăn dắt đoàn chiên Chúa trong giáo phận, và Đức Cha không ngừng nâng đỡ mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình, và nhất là Đức Cha đã nâng đỡ anh em chúng con và các chúng sinh cũng như tất cả mọi nhu cầu hoàn cảnh của giáo phận, giới trẻ, thiếu nhi, những người lớn tuổi, rồi tất cả mọi thành phần dân Chúa cũng rong ruổi khắp nơi trong giáo phận đi kinh lý yên đuổi cộng đoàn dân Chúa. Và với giáo xứ Đền Thánh chúng con đây, Đức Cha luôn luôn quan tâm cách riêng, cách đặc biệt, và hôm nay đây Đức Cha đang hiện diện trước cộng đoàn chúng con đây. Con cũng xin thay lời cho tất cả các quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý sứ quý họ cùng tất cả cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây, và đặc biệt cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Đền Thánh Cao Mại. Chúng con dâng lên Đức Cha lời chúc mừng. Chúng con xin Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Cha để Đức Cha tiếp tục chăn giữ đoàn chiên của Chúa trong giáo phận, và trong đó có giáo xứ Cao Mại của chúng con. Chắc rằng chúng con có nói bao nhiêu cũng không thể nào mà diễn tả hết được tất cả những tâm tư, tình cảm yêu mến của chúng con đối với Đức Cha.
Và giờ đây chúng con xin gửi tất cả những tâm tư, tình cảm, yêu mến và lòng biết ơn của chúng con trong lãng hoa tươi thắm. Chúng con dâng lên Đức Cha, xin Đức Cha vui lòng nhận tấm lòng thành của chúng con. Con xin trân trọng kính mời Đức Cha để chúng con sẽ tặng hoa Đức Cha. Xin cảm ơn. Và tiếp theo, để thay lời cho những người con của giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm, chúng con tỏ lời tri ân đến quý đức mẫu và toàn thể cộng đoàn. Giờ đây ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ có đôi lời tâm tình tri ân quý đức mẫu, con xin kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Phêrô chủ chăn giáo phận, trọng kính cha tổng đại diện cũng là cha xứ kính mến của chúng con, trọng kính quý đức ông, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý sơ, quý ban hội đồng mục vụ liên quý xứ họ, quý khách, quý đồng bào tôn giáo bạn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong giờ phút kết thúc thánh lễ tạ ơn trọng thể này, con thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đền Thánh Tâm Cao Mài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ và tri ân quý đấng bậc. Trước hết, chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa tình thương vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho giáo xứ chúng con. Ngay từ khi giáo xứ chúng con đón nhận tin mừng, trải qua dòng lịch sử hơn 300 năm hành trình và phát triển, giáo xứ chúng con đã trải qua biết bao thăng trầm, có lúc hình như bị xóa sổ. Nhưng Thiên Chúa đấng đầy lòng thương xót đã ban cho giáo xứ chúng con hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay. Trong niềm vui hân hoan của toàn thể cộng đoàn giáo xứ, trọng kính Đức Cha, quý cha, giờ đây toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng con đang trào dâng niềm vui hân hoan vì chúng con được kính đón Đức Cha, người cha đầy tình yêu thương. Ngài đã không quản hy sinh lo cho giáo phận về mọi phương diện, tinh thần cũng như vật chất. Trong đó có giáo xứ Đền Thánh Tâm Cao Mài chúng con. Chính Đức Cha đã thương giáo xứ chúng con lên đền thánh kính Thánh Tâm Chúa. Và hôm nay, Đức Cha cho giáo xứ chúng con và toàn thể giáo phận cùng Đức Cha dâng thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa, và Đức Cha đã dâng giáo phận cho trái tim Ngài. Giờ đây, Đức Cha đang hiện diện giữa chúng con. Hàng mấy ngàn con tim và ánh mắt trìu mến đang hướng về Đức Cha, vì chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Đức Cha đang lan tỏa trên chúng con. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn quý đức ông, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận, các ngài đã cùng Đức Cha đồng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý sơ, quý ban hội đồng mục vụ, quý khách, quý đồng bào các tôn giáo cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự thánh lễ trọng đại này. Chính sự hiện diện của mọi người đã làm lên sự trang trọng cho thánh lễ hôm nay. Ban tổ chức chúng con xin cảm ơn các ban ngành đoàn hội trong giáo xứ. Trong suốt mấy tuần qua, quý vị đã nhiệt thành hy sinh phục vụ,
Xin cảm ơn quý vị ân nhân đã cầu nguyện và giúp đỡ giáo xứ từ trước đến nay và nhất là trong tuần chầu này. Xin cảm ơn ban kim nhạc, ban ca đoàn và cộng đoàn xa quê hai miền Nam Bắc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi cố gắng nỗ lực của từng người. Những hy sinh đó nói lên lòng yêu mến Chúa, lòng yêu mến giáo xứ đền thánh cao mại của chúng ta. Kính thưa Đức Cha, quý cha, cha xứ và cộng đoàn giáo xứ chúng con đã cố gắng nhiệt thành chuẩn bị, song trong tổ chức không tránh khỏi khiếm khuyết. Chúng con xin Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tha thứ. Con xin cúi đầu cảm tạ Đức Cha. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Thay cho những lời đáp từ, chúng ta xin Chúa thương ban phép lành trọng thể đặc biệt cho toàn giáo phận cũng như cho cộng đoàn và mọi người tham dự thánh lễ hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng mở lượng khoan hồng giáng phúc cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết, để nhờ đó anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Xin Thiên Chúa lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và giúp anh chị em kiên trì làm việc lành phúc đức. Xin Thiên Chúa dần lối cho anh chị em đến cùng người và chỉ đường cho anh chị em sống hòa thuận yêu thương nhau. Nhờ lời chuyến cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa từ là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lời sông chúc anh chị em đi bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.